bất kỳ một cái khuôn khổ và cái thủ tục nào nó sẽ giống như là những cái tiệm bánh trước khác, cũng không có cách bánh kèm, cũng không có rót rượu, không có gì hết. Hằng tối giản nhất, tinh giản nhất có thể để cảm giác nó là một cái buổi tối. Cha chị đang nói chuyện, em đang nói chuyện okay. Rồi mình tinh giản nhất có thể để cảm giác mọi người cảm thấy là buổi tiệc thân mật, chứ nó không phải là một cái đám cưới ai cũng căng, cái người tổ chức cũng căng, mà cái người đến dự người ta cũng căng, người ta áp lực. Hằng đi ai đi dự nhiều, Hằng đi có đi tiệc đám cưới, có đi event, Hằng nghĩ là mình nên tháo gỡ chỗ nào đó để kết nối mọi người lại gần với nhau. Buổi đám cưới của Hằng nó rất là đơn giản, nhưng rõ ràng là nó mọi người cảm thấy nó gần gũi và nó đầy sự vui vẻ và đầy tiếng cười, thì cái điều đó Hằng cũng mang tới. Thì cũng giống như là trong cuộc sống của Hằng, Hằng không có bất kỳ một cái quy định nào mà định sẵn Hằng phải đi theo. Hằng nghĩ là Hằng biết cách để tạo nên cái cuộc sống nó một cái màu sắc của riêng mình mà mình cảm thấy là mình phù hợp nhất, mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Cho nên là cái chuyện đặt mục tiêu mình cũng phải có hậu vệ chứ, nhưng mà cái tự nhiên thì kế hoạch của Hằng thì đâu cũng làm việc là có một cái hợp đồng của khi mà Hằng cũng đang thương thảo thì khi tháng 12 Hằng đi quay, Hằng chưa biết được những cái cuộc Hằng có quay. Nói là tội nghiệp cho người đàn ông đó, bởi vì bà Hằng này rất là khó chịu, cho nên là cũng biết là sau khi cưới rồi thì Thanh Hằng có cái bản thân mình thay đổi, cũng như là những cái chia sẻ của Thanh Hằng trong cái đám cưới đó thì mọi người rất là xúc động. Như Hằng nói là chưa bao giờ Hằng được cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện đó nó diễn ra thì khi mà mình bản thân mình cũng bất ngờ, cũng bất ngờ gấp bội rồi, cho nên là tại nhân duyên á. Hằng nhớ là cách đây khoảng chắc 10 năm đó, MC Tùy Minh có một cuốn nói là lúc đó thì Hằng muốn coi du tuổi sẽ rất hôn. Hằng nói rất là đơn giản, trong đầu nghĩ sao thì nói vậy là mình nghĩ là thì mình nghĩ là đây là khoảng là 30 tuổi mình sẽ kết hôn, thì thực ra đến 30 tuổi thì cũng đâu kết hôn, cho nên là mình nghĩ vậy thôi. Còn cái chuyện nhân duyên nó tới nó sẽ khác. Cái hành trình từ 20 tuổi 30 tuổi cho tới 40 tuổi mình sẽ có nhìn nhận khác, sẽ chuyển thành khác, cái tư duy nó khác, có những cái mối quan hệ yêu đương nó cũng sẽ khác, rồi nó cũng giúp cho mình trưởng thành nhiều, biết mình là sau mối quan hệ mình sẽ điều chỉnh bản thân mình như thế nào để cho tốt cái cuộc sống của hai người. Thì Hằng có những cái nguyên tắc của mình, nhưng nguyên tắc của Hằng là nguyên tắc nó đi vào một cái sự chỉnh chu và nó nghiêm túc, chứ nó không phải là một sự đòi hỏi đó quá nặng để cho người đối diện mình cảm thấy nó khó chịu và khó để có thể hòa nhập. Thì Hằng nghĩ mình mong muốn của tất cả người phụ nữ của chúng ta ở đây á, người ta sẽ cảm giác hơi ngại bước tới hôn nhân vì nó sẽ làm cho bản thân của cuộc sống không thay đổi. Nhưng mà mong muốn của ai thật sâu trong con người của mình cũng muốn con người ở bên cạnh mình để chia sẻ mình chỉ cần đi làm về có cái người mở cửa xe cho mình, đem đồ cho mình, rót một nước cho mình, hoặc chuẩn bị một bữa ăn cho mình thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà nó cũng không quá làm cho mình cuộc sống của mình nó quá bị thay đổi. Ai cũng muốn như vậy, nhưng mà mấy ai sẽ sở hữu. Thì Hằng cảm giác như là cái hành trình trưởng thành của Hằng á giúp cho Hằng biết là mình nên cân bằng như thế nào để có thể là khi mình tiếp nhận ai đó thì cuộc sống Hằng thì cái may mắn lớn nhất và Hằng nghĩ là nó là không có giá trị nào mà tiền bạc để trong đến được. Hằng cứ một Thanh Hằng của mình sau khi kết hôn có thể được với tất cả mọi thứ của mình. Mình sẽ có khoảng thời gian đó, mình sẽ thích làm tất cả điều gì mà mình cảm thấy, chứ không phải là chuyện mình phải làm. Người đàn ông cũng có thể vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho mình, còn mình cảm giác là mình tự tay nấu đồ ăn cho bữa ăn gia đình này vì mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nó không phải là phân chia vai làm gì mà phải hỗ trợ nhau để mà tạo nên niềm vui, sự ấm áp của gia đình. Như Hằng nói là sẽ không có bất kỳ một cái quy định nào mà tất cả những cuộc hôn nhân hay cuộc sống trước đây người ta nghĩ là như vậy, và nó được thể hiện rõ ở cái đó. Hằng coi là buổi tiệc tối, cho nên là Hằng tự do trong cái chuyện đó, còn cân bằng và mình giao kết những người đàn ông của mình. Có nghĩa là Hằng cảm giác mình may mắn là khi mà Hằng trao đổi với người đàn ông của mình đó, thì lại một sự thấu hiểu, tương tác qua lại và có sự đồng cảm rất là lớn. Ví dụ đơn cử đi, giờ ví dụ mình thì không thích cắt bánh kem, giờ ông thích cắt bánh kem rồi sao, đúng không, là thành gây lộn liền. Thường là những cái buổi mà trước khi đám cưới dễ gây nhau lắm, đúng không? Người thích cái ghế, người không thích cái ghế, người thích góc độ, người không thích góc độ, nó vô vàng. Còn người chiều nhà người này, chiều nhà người kia là dễ banh nha, đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy may mắn khi mà mình nói ra, mình trao đổi và cái sự thấu hiểu và đồng cảm, may mắn tuyệt vời. Nó làm cho con người mình cảm thấy rất là vui vẻ và không muốn sự muốn mắc bụng chứ. Đối với Hằng, mà nếu mà trong người mình có một cái sự ức chế và động lại thì khó vui thực sự như những cái khoảnh khắc và những cái thành công. Và thì bản thân Hằng Cúc ra thôi nha, thì không biết tất cả các yêu đương, các mối quan hệ yêu đương hay là hôn nhân của mọi người thì ra sao, nhưng mà giữa vợ chồng mình sống với nhau thì nếu mình có khúc mắc chỗ nào mình nên trao đổi trực tiếp ngay cho lúc đó, đừng để mọi thứ nó tích tụ, lâu ngày thì khó gỡ, cho nên nó không thích là nó không thích, và tìm cách ở một chiều giữa để thấy dung hòa, mình cảm thấy happy và đối rồi cái đối diện cảm thấy happy thì nó sẽ vui vẻ. À nha mọi người nha, mọi người nói có đi bá đạo, nghĩ là sao chị cân bằng được giữa cái công việc đến tận chung kết rồi vừa lo cho đám cưới của mình mà không ai biết chuyện đó. Ai biết rồi hả? Biết chứ. Không biết nhưng mà biết là biết không? Những người cần biết sẽ biết. Tại vì á, thì công việc là của Hằng thì ai cũng biết rồi, nhưng Hằng không muốn cái cảm giác là mình yêu ai á, cái mình cảm giác như mình đi theo cái chuyện đó, Hằng rất là ngại. Thật sự cái cảm giác mỗi lần nói ra cái gì nó nhiều quá, mình cảm giác như mình đi một cái chuyện riêng tư, nên Hằng ngại chuyện đó. Tới lúc phù hợp thì Hằng sẽ chia sẻ đó, bây giờ đó quá trời tưng bừng thì cái nào nó cũng sẽ đúng hết. Thực ra thì tình cảm giữa hai người khi mà mình cảm giác nó vững chắc thì nó sẽ ổn, chứ là cái gì nó sớm quá thì nó cũng sẽ trên ra mà cái thời điểm công nhận cái thời điểm vừa rồi cũng lì đũa vừa rồi đi mentor ha, rồi sáng não cho đêm chung kết rồi mọi người ơi, tới đêm chung kết mà vẫn thi nha, thử thách là mình nghĩ ra rồi tất cả mọi thứ Hằng phải dàn dựng, Hằng phải điều tiết hết rồi, thêm tiền bao nhiêu người người ai cái ngồi cạnh ai, cái A ngồi cạnh B nó có vui chứ A cạnh B nó ghét nhau chắc cũng chết, đúng không? Rồi mời khách ai người này người kia rồi 100 việc luôn, thì những cái Hằng sẽ đưa ra những cái quyết định đó nha. Ở dưới thì có quản lý vẫn công ty của Hằng Vietvision thì hỗ trợ Hằng để làm cái đó cũng đỡ. Tuy nhiên là cái đầu của Hằng thì luôn luôn phải chạy để giải quyết hết. Tuy nhiên là người đàn ông bên cạnh thì cũng là hỗ trợ nhiều đó, giải quyết được nhiều. Ok, là cũng có một chút lo nghĩ khi mà mình chính thức giới thiệu người đàn ông của mình trước công chúng và trước những người mình yêu mến thì sẽ ra sao, thì cũng có lo nghĩ một chút. Tuy nhiên là nhận lại một sự phản hồi rất tích cực của hội người, mọi người đón nhận đầy tình cảm và đầy thiện cảm dành cho mình, cho nên là Hằng cũng cảm thấy là biết ơn rất nhiều những người yêu mến mình, những anh chị đồng nghiệp và báo chí. Khác với hình ảnh Thanh Hằng mà trước đây là rất là kiểu như là quyền lực hay là rất là đàn ông, tự nhiên từ lúc mà công bố là chị sắp kết hôn với chồng đó, thấy mọi thứ hình ảnh của chị nó nhẹ nhàng, nó bánh bèo mà nó kiểu đúng là nó mềm ra, đó là do chị thích nghi hay là do đến lúc thì chị phải đi vào? À, có nghĩa là có thể là trước đây á, là Hằng nghiêm túc quá đó. Nghiêm túc quá cho nên là mọi thứ xung quanh mình nó bị căng thẳng, cho nên Hằng hiểu là cách là mình nên dịu lại tất cả mọi thứ, thì mọi thứ nó cứ vận hành theo cái cách dòng suy nghĩ của Hằng thôi, nhưng mà nó mềm lại, có nghĩa là cho người đối diện cảm giác người ta dễ tiếp nhận, dễ chịu và hiểu được cái thông điệp của mình hơn. Chứ thật ra thì cái sườn thì nó không có khác gì, nhưng mà cái thức vô diện bên ngoài thì hơi mềm nha. Tèo lên đúng không? Tèo trong cái comment mà mắc cười chị, sao mà tin chị đám cưới á, mà khi đó Thanh Hằng cũng đám cưới rồi, tưởng ma lét không? Nó có comment đọc lúc. Ê bà này bé hỏi những câu rất đơn giản nhưng bà đang khóc nha, bà xoáy vô lắm. Ừ chứ, ê chị cũng đọc được đó, người ta đọc được là ủa tưởng nó yêu gái rồi, tưởng là nó yêu gái. Tại vì từ trước giờ chưa bao giờ Hằng với công trai cả, chưa bao giờ chính thức mọi người là không nào cả. Nhưng mà rõ ràng trước đây Hằng nói là khi nào Hằng lấy ai Hằng sẽ chính thức giới thiệu không? Thì thực ra những gì Hằng nói Hằng sẽ follow theo, Hằng sẽ theo những gì mà nói và theo những gì mà thực ra thì chuyện yêu đương thì cũng khó nói, chuyện ngày này yêu này kia anh kia còn mốt mình còn xóa kỳ, có kỳ lắm. Cho nên là cho nên mình xác định người xong mình, đúng không? Hằng là ở ngay ngôi nhà của mình, nhưng rõ ràng thì về ý nghĩa của hai nhà thì Hằng vẫn luôn làm tròn. Thì đối với Hằng thì không chỉ là mẹ chồng là dâu mà là con người của Hằng thì không ai phải chứa được những cái mức nào hay là có cái cảm giác mình lấn lướt ăn mà phải là hòa hợp giữa người mẹ và người con. Cho nên là sẽ có những cái quan điểm mà thế hệ trước ra bị khác về thế hệ trước thôi, và cái những cái mong muốn của cá nhân của người mẹ thôi thì mình sẽ dung hòa được bằng cách mình sẽ thuyết phục hoặc là kiên nhẫn nhiều hơn. Cho nên Hằng nghĩ nó không có khó đâu. Tại vì cái tâm lý chung là mình hay làm trước một cái vấn đề mà nó không phải là như ý của mình thông thường thì mình hay bọc lại và mình phản ứng nhanh. Mình chỉ cần kiên nhẫn một chút và mình chọn thời điểm và thái độ để mà mình có thể trò chuyện và thuyết phục. Hằng nghĩ không khó. Tại vì gia đình của anh Minh là gia đình tri thức thì cũng sẽ có những cái nguyên tắc của mình, thì Hằng cũng có những nguyên tắc của mình, nhưng mà may mắn thì đều là những người hiểu biết và hiểu chuyện, thông cảm với nhau, cho nên là mọi thứ là rất là vui vẻ. Thì đã bao gồm luôn cả những cái chuyện mà phải kiềm chế cảm xúc và phải điều tiết cảm xúc và phải hòa hợp, rồi học cái cách nhẫn nhịn để mà mình hòa hợp với một người khác, chứ mình cũng chuẩn bị một cái bước để mình tiến vào hôn nhân không chị? Không có nhẫn nhịn. Thì thực ra 5 năm là 5 năm để trưởng thành trong con người của mình thôi, chứ phải 5 năm để tu luyện để lấy chồng thôi người ơi, không phải nha. Cái gì? Hỏi câu nữa. Bạn đang đi hả? Hỏi câu thôi là mọi chút chị trả lời tiếp. Dạ. Thì có vẻ như là nó sẽ minh chứng cho cái chuyện là nó tâm sinh tướng, và ở trong niềm vui của mình á, trong người mình nó hoan hỷ thì tất cả mọi thứ nó đều tươi nói ra bên ngoài. Không, đôi lúc Hằng sẽ không thấy nhưng mọi người sẽ là cái ánh nhìn rõ nhất để thấy là hiện tại của mình. Yếu đi, bà yếu đi. Khỏe rồi đúng không? Có sao đâu. Dạ, sao? Chị em xin hỏi sau khi cái thứ nhất là chân lý là vợ, thứ hai nước vợ sao chung quay lại cái điều thứ nhất thôi, cho nên là đó thì nó chắc là vậy thôi, chứ biết sao giờ. Nhưng mà thực ra thì đàn ông không phải là người ta sợ mình, mà người ta yêu thương người phụ nữ của mình, yêu thương người vợ của mình thì họ sẽ làm như vậy. Chắc phải có chứ, tại vì ít nhất là một mình thì mình sẽ đưa ra chỉ là một góc nhìn, một dòng suy nghĩ thôi, nhưng khi mình có thêm một cái dòng suy nghĩ thì một cái ý kiến ở bên cạnh đó, thì đôi lúc sẽ thao mình lại để mình bình tĩnh hơn, để con có khoảng thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn, có thể giúp mình vui hơn hoặc là tìm lại những cơn mà nóng giận của mình hay là quá đây vậy đó. Thì Hằng nghĩ hai người thì vẫn hơn một người về nhiều cảm xúc, về nhiều lý do khác. Không bao giờ ngờ tới là các bạn sẽ kết hôn hoặc là làm gì nó chấn định, thì bao giờ cũng thì nó hát ủa là chắc vậy không ta, nhưng mà chưa thấy đủ dữ liệu để có thể mà chắc chắn được cái thông tin đó, cho nên là cái chuyện đó của Hằng cũng nghĩ là cũng dễ hiểu. Nhưng mà khi mà thông tin được đưa ra và mọi người cảm thấy wow và chúc phúc Hằng á, thì Hằng cảm thấy là đó là cũng điều là một điều mà mọi người mong đợi, Hằng trọn vẹn bởi cái điều con chị. Trước đây á, thì chị có từng chia sẻ là Thanh Hằng đó là kiểu mạnh mẽ, bởi vì mạnh mẽ thì khó để ông có thể gọi là chế được cái tôi. Thì với anh Minh thì anh là như thế này, anh có mạnh mẽ hơn chị không hay là anh quá mạnh mẽ? Không, anh Minh là chắc người đàn ông là kiên nhẫn lắm nha, kiên nhẫn nhất từ trước đến nay mà gặp và tiếp xúc rất kiên nhẫn. Ở ngoài hơi ồn cho mọi người luôn. Không đóng được. Đáng lẽ hôm phía sau tôi tính vô phòng mà nó nhỏ. Vô phòng lại. Phòng loại. Dạ. Chị Thành đó thì chị nghĩ là anh Minh là người kiên nhẫn và bình tĩnh nhất. Nên ở cạnh thì cái Hằng cũng ảnh hưởng này nó tích cực. Cho nên là nhiều khi coi The New Mentor thấy tại sao tất cả mọi thứ diễn ra Hằng rất là bình tĩnh và đón nhận và xử lý tất cả hay, thấy điều hay chứ không giống như ngày xưa. Nóng nha. Anh có xem chương trình The New Mentor này của chị? À, có coi mấy tập. Anh có góp ý gì? không dám góp ý gì đâu, nói chị làm anh không góp ý gì đâu. Có vẻ như đối với Minh là những gì anh Hằng làm đều là đúng về chân lý. Học cầm cái tay được, chị cầm cái tay. Hằng thấy đó là sự tin tưởng, một cái sự kiên đảm. Thì ra ngoài đường Hằng có thể xã giao rất là nhiều người, nhưng đa phần cái ánh mắt của Hằng cũng lướt qua mọi người hết, ít khi mà giữ lại cái ánh mắt đó ở bất kỳ ai nó lâu hơn. Có thể là cái độ soi và nhìn nhận của mình có thể là cũng nhanh hơn người bình thường một chút. Thì đối với anh Minh thì Hằng thấy là người đàn ông này cũng phải tin được. Tất nhiên một con người thì người ta sẽ có những cái câu chuyện xung quanh của họ, nhưng mình cần thời gian để tìm hiểu lý do vì sao ở đâu. Nhưng mà cảm giác đầu tiên là cái Hằng tin tưởng của anh Minh so với những người trước đây mà thôi. Hằng nghĩ là cái gì mình sẽ hỏi là khi nào Hằng có em bé thì hãy mong Hằng có hậu duệ nữa. Thì Hằng nghĩ là cái điều đó Hằng sẽ mong muốn nhiều. Nếu mà thì thôi tới thời điểm này thì nên có tốt ha, chứ năm một cũng hơi cực để được gặp con sinh nó quá đáng yêu mọi người. Con mà quay lại với đời yêu em sau 5 năm thì sẽ cũng có cái hành trình của Hằng khi mà làm việc, rồi hành trình của Hằng tiếp xúc với nhiều anh chị nghề nghiệp thì Hằng cũng biết được là mình sẽ làm gì, cũng như là cảm nhận của khán giả, mong muốn của khán giả, cũng như là cách xây dựng trong cái công việc của Hằng. Thì có nhiều thứ mà tâm tư của Hằng đặt vào thì mọi người sẽ thấy là mục tiêu của Hằng là muốn là chia sẻ những kinh nghiệm của mình, những trải nghiệm mà bao nhiêu năm Hằng tích lũy sẽ có thể tìm được cho mình. Thì ở đây chị phải làm được và trên hết đó là tình cảm của mọi người để dành cho Hằng rất lớn sau rồi đi. Thì đối với Hằng thì Hằng luôn chung với tình cảm của khán giả và mọi người. Mình may mắn và hạnh phúc. Năm nay có thể nói là một cái năm sẽ trọn vẹn. Dạ. Chị ơi, nhiều người thắc mắc là tại sao không có anh Hà, anh Tuấn ở trong đám cưới của chị? Không biết Hà, anh Tuấn đang đi dạo ở nơi đâu, chưa thấy phản hồi gì hết trơn. Ngày hôm đó thì Tuấn có một cái việc ở Hà Nội, cho nên là kẹt thì Tuấn cũng gửi lời chúc mừng. Đối với mọi người thì hay nghĩ đó là anh Hằng giấu, nhưng mà Hằng chỉ là mình chỉ là giữ gìn thôi chứ không phải là giấu. Thì vẫn đi ăn ở ngoài đường mà, vẫn đi ăn ở ngoài đường, vẫn mọi thứ sinh hoạt nó rất là bình thường, chỉ là mình không úp lên mạng thôi. Thế trong cái lúc trong 1-2 tuần vừa rồi khi mà báo chí bắt đầu khui ra profile của anh Minh ấy, thì chị đọc thì thấy như thế nào? Giờ chị đọc thì chị đọc là mình đọc để biết được thông tin. Chứ thật ra thì khi mà tiếp nhận anh Minh thì chị đã phải scan hơn rất nhiều lần. Chị scan còn khủng khiếp hơn là được sự quan tâm của khán giả ở xung quanh. Chị có bất ngờ khi mà khán giả biết danh tính của anh ấy nhanh như vậy? Không, trời, dân mạng tuyệt vời. Dân mạng tuyệt vời, người dân quá tuyệt vời. Thật sự là khi mà mình chính thức và công khai một ai đó đó, nhiều người sẽ phản ứng là tại sao đời tư của mình và người bạn của mình bị soi mói nhiều quá. Nhưng Hằng lại có một góc nhìn, có những điều, có những thứ mà mình thông qua khán giả mình đã biết thêm được nhiều thông tin nữa về người bạn ở cạnh của mình, về góc nhìn khác. Hằng thấy thú vị, Hằng thấy thú vị. Thật ra là Hằng không có cảm giác là mọi thứ mình sẽ bọc lại cho nó thực sự là lung linh, mà Hằng đi tới tận cùng của câu chuyện đó. Nó phải kiểu như là một là đỉnh điểm, hai nó phải rơi từ tận đấy thì Hằng mới biết là mình sẽ làm cái tiếp theo cho mối quan hệ của mình, cũng như là cách mình xây dựng cho mối quan hệ đó. Mình càng bọc nó sẽ càng hư, mình phải cho nó đỉnh điểm, rơi xuống điểm mắc nhất. Bất kỳ nó phải có đỉnh điểm thì sau đó mình sẽ chuyển. Đúng không em? Xin lỗi là không trả lời. Tại vì chị chưa nghĩ chị nắm hết, đã lòng rồi. Trời trời. Thì nhiều người họ sẽ nghĩ là đúng là người khó lấy chồng thì phải là một doanh nhân nào đó, chứ không phải là một nhạc trưởng theo đúng Hàn Lâm. Hằng hiểu được rằng là mọi người cứ mong muốn và nghĩ rằng hình ảnh của Hằng thích, tại vì họ yêu thương quá cho nên là phải nghĩ là cái gì nó thực sự là khủng khiếp thì mới là xứng đáng đối với Thanh. Thì Hằng nghĩ tình cảm của mọi người ở góc độ đó, họ nghĩ yêu thương Hằng là họ nghĩ ủng hộ họ vậy đó. Nhưng mà bản thân của Hằng á, cái khủng khiếp đối với Hằng đó là về mặt cảm, đó về mặt phù hợp, chứ nó không phải là chỉ là một cái điểm. Thì nếu mà Hằng gặp ai đó doanh nhân hay bất kỳ ai, là cái cách của Hằng đang đi tìm là tìm một người phù hợp với bạn đời của mình, có thể cùng mình và ngồi ăn một bữa cơm chia sẻ rất là nhiều thứ, có những cái giá trị ấy, nó không phải mang tới tiền bạc có thể giúp đỡ mà nó phải khai sáng trong dòng suy nghĩ của Hằng, nó giúp cho nghề nghiệp của Hằng có thể phát triển được. Thì anh Minh có cái điều đó, chứ không phải là em đang cần làm viên đưa bao nhiêu tiền đó, đối với Hằng nó không phải, tại vì tiền thì Hằng cũng có thể làm ra và có nhiều cách để mình có thể xây làm cho một bộ phim, chứ nó không phải nhất định nào là phải có một cái nguồn lực nào đó mà đi từ cái base là cái nội lực của mình, cái tư duy của mình, cái sự hiểu biết của mình để mà có thể phát triển nghề nghiệp của mình đi ra. Đối với anh Minh là mọi người nghĩ là anh Minh cũng sẽ là cũng có một chút lo nghĩ, mọi người cũng sẽ hiểu là Hằng sẽ chọn ai đó là wow dữ lắm, rồi anh có tập cách làm phù hợp hay không. Khi thực ra khi mà ra thông tin được công bố ra thì mọi người đón nhận ảnh và quay thăm ảnh và đánh giá ảnh rất là cao về những cái giá trị của ảnh làm được ở góc độ nghề nghiệp của ảnh. Thật ra góc độ của người Hàn Lâm là có những cái lượng khách hàng, lượng khán giả giới hạn nhất định, như là khác với cái ngành bên showbiz của mình, cho nên ảnh không hề nhỏ bé và Hằng thì cảm thấy là ảnh hoàn toàn xứng đáng khi ở cạnh ảnh, và anh Minh hoàn toàn cảm thấy là hãnh diện khi có một người bạn tử chị có phải là khán giả của mình. Nhưng mà anh Minh thấy vậy thôi nha, cũng ngầm đấy, dữ dội đấy, ngầm đấy. Đại gia Thành muốn mang cho chị niềm vui thì chị cảm thấy chân quý và xúc động, thì cuối cùng là tất cả chúng ta đều muốn là ai đó hướng về mình, làm gì đó cho mình và mình là người đặc biệt với ai đó. Thì anh Minh cho chị cảm giác đó, và đó cũng là điều mà tất cả trong cuộc sống thì cũng là điều cần của những con người. Rồi buổi tối đó tự nhiên đi ăn tôm nướng chi, rồi xong rồi lẩu cua trứng thật á, lần đầu tiên trong đời mà chị choáng váng luôn á, chị thấy mờ mắt luôn, cho nó trời chết là rồi sao rồi đó mệt, cho nó rồi biết sao ngày mai chống cự sao. Nhưng mà quen là cơ thể quen gồng với những cái áp lực, gồng với những cái chương trình lớn, rồi New Mentor là mới xong rồi, nói chung là nhịp đã quen chứ không phải là một cái cưa dâu mà lâu lâu gặp một cái event bự không có. Quen cái nhịp đó cho nên cũng gồng qua được, tuy lắm nó cũng hơi mệt chút á, nhưng mà cũng lướt qua, thành công cũng tươi rói, hơi hết hồn.